Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 31 tháng 1, đoàn đại biểu tỉnh Long An, thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp. Các đại biểu thành kính đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm, thắp hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Long An đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho đất nước nở hoa độc lập.